Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Hội đồng trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng có 19 thành viên do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Lâm, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường. Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020. Nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 được khen thưởng.